Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Hòa thượng Thích Phương Việt, trụ trì chùa Liên Hoa. Và nếu nói thêm chút xíu nữa thì xa gần các vị biết là tôi là chủ tịch văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và chủ tịch hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chùa Liên Hoa tọa lạc tại thành phố Hiếu Sinh. Hôm nay là Vu Lan báo hiếu. Đây là cái ngày lễ trọng đại của Phật giáo. Đối với tôi thì Phật giáo nói riêng, nhưng mà cả cái dân tộc miền Nam của chúng ta nói chung, vì chữ hiếu đạo trong nhà Phật và hiếu hạnh của người con hiếu thảo đối với cha với mẹ, thì đây là cái ngày đáng nhớ và đáng quan tâm. Trước hết xin thay lời của Chư Tôn Đức Tăng Ni và cộng đồng Phật tử chùa Liên Hoa gửi đến quý ngài và quý vị lời chào thân ái và chúc lành trong mùa Vu Lan báo hiếu. Và đài Apple TV thì chúng tôi cùng với chư vị lãnh đạo tôn giáo tại thành phố Hy Sinh này có chương trình hai lần trong một tuần, chủ đề tôn giáo và đời sống. Nếu các ngài và các vị coi thì các vị cũng đã biết. Do vậy xin được nơi đây xin được bày tỏ lòng cảm ơn và tri ân đối với đài Apple TV 21.12 và gửi lời chúc mừng và chúc sự bình an, may mắn đến quý đài để thành tựu cái sứ mệnh của mình trong lĩnh vực truyền thông, để cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại nói riêng và toàn thể các khán thính giả khắp nơi trên thế giới, người trong tập thể người Việt luôn luôn qua đó có những cái thông tin đặc biệt để cho đời sống được hưng phấn và cuộc sống được thập phần tốt đẹp. Nguyện cầu an lành tâm bảo, chứng minh và giáo hội cho quý ngài và quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cõi Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Tịnh Thắng Thiên Hoa Vạn Chương Trùng Trùng, con xin lại thân đại hùng, rồi vô biên chi tâm cùng hệ nhân, những thân thiên hệ cao dày, một cái thành
mong mình được luôn chiều lễ ăn sâu đậm đền đài lối đời con đơn lũng nên người tôi khó khăn tôi nhẹ thầm hơi tiếng ngon ngọt nhành phần con trẻ thắm thanh đêm thức nhìn con ngủ sau các ngày tầm tạo tưởng với hoa thiệt thưa quý khán thính giả của đài 21.12
Ây bộ thí vị, tôi là cựu thiếu tá Nguyễn Thực. Hôm nay tại chùa Liên Hoa đã tổ chức lễ Vu Lan, tức là lễ báo hiếu. Phật tử đã thể thiểu đông đủ tại đây để mà làm lễ Vu Lan, đồng thời báo hiếu cho cha mẹ, bà con gia đình và tất cả những người đã ra đi được siêu thoát, người ở lại được mạnh khỏe. Đó là một cái lễ truyền thống của Phật giáo mà tất cả các chùa đều có tổ chức. Những lễ Vu Lan, tôi trân trọng kính chúc tất cả quý đồng hương, quý đạo hữu, quý nhân viên của đài Apple, quý đồng hương khán thính giả của đài Apple được một mùa Vu Lan bảo hiếu vui vẻ. Trân trọng kính chào tất cả quý vị. Kính thưa tất cả quý đồng hương của khán giả của đài EBTV 21.12, tôi Đông Y Sĩ Nhất Nguyên xin ngỏ lời nhân mùa Vu Lan năm 2023. Thì kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, lễ Vu Lan là một ngày lễ truyền thống của những người con Phật giáo nói riêng, cũng như những người con Việt Nam nói chung, với cái truyền thống hiếu hạnh đối với cha mẹ. Và cũng nhân mùa Vu Lan, cá nhân tôi Đông Y Sĩ Nhất Nguyên xin kính chúc tất cả những người con hiếu hạnh và cầu nguyện cho tất cả quý vị. Nếu ai còn cha mẹ thì hãy thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình, không những trong mùa Vu Lan mà tất cả trong cuộc đời chúng ta đang sống. Nhưng mà cái mùa Vu Lan là nó sẽ nhắc lại cho chúng ta về cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và hãy những người mà cha mẹ đã qua đời thì chúng ta hãy tập trung cầu nguyện, mà cũng không những cái ngày Vu Lan mà chúng ta có dịp là chúng ta nên luôn luôn nhớ về những người đã sinh thành ra chúng ta và dưỡng dục để chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay. Cuối cùng, chúng tôi xin chúc tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật, xin kính chúc quý vị mạnh khỏe. Chồng chồng lên núi vòng khu chiều chiều.
có nghe đến trường tiếng dùng ơi, có nghe đến trường tiếng ai cười rồi lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ trên mi, có nghe đến trường tiếng dùng ơi, có nghe đến trường tiếng ai cười rồi lệ đoàn viên. Thank you.